Ở ven biển miền Trung, nhiều đoàn tàu cá vừa ra khơi để đánh bắt chuyến biển xuyên Tết. Lần này họ mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn có hoa tươi, bánh chưng, hương đèn để cúng bái tạ ơn biển giữa đêm giao thừa. Có mặt tại cảng cá Sa Kỳ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, ghi nhận chiều ngày 26 tháng Chạp, hàng chục lượt tàu thuyền ra vào cảng cá để bán hải sản cho thương lái. Trong đó một số tàu cá sau khi trở về bờ bán hải sản, thì cấp tập chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực để tiếp nối ra khơi đánh bắt xuyên Tết. Tàu cá QN95492TS do ngư dân Trần Quận, xã Bình Châu làm thuyền trưởng, cùng 8 ngư dân cùng địa phương đang chuẩn bị nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi. Chuyến biển này đặc biệt nhất của năm nên thuyền trưởng Quận truyền đạt đến anh em đội tàu cần chuẩn bị đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để vươn khơi bám biển, đón giao thừa trên biển. Ông Quận đi biển từ năm 18 tuổi, năm nay là cái Tết thứ 10, ông đón Tết trên biển. Tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hàng chục tàu cá lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển xuyên Tết. Ông Đinh Văn Phúc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, chủ tàu cá DN97448TS cho biết, ngoài việc chuẩn bị nhu yếu phẩm sinh hoạt trong quá trình khai thác, ông còn mang thêm vài con gà, mấy thùng bia, bánh mứt để cúng giao thừa. Anh em đi làm biển nhưng mà tính đi làm nữa, thời gian bây giờ là chưa nghỉ nhưng mà vì thời tiết bất tiện, gió, thành thử là anh em vào nghỉ. Nghỉ xong rồi bắt đầu là mình ăn Tết là mình nấu trời em mình ra đi làm sớm. Mà trời không em là mình phải qua trăng mới. Để những chuyến biển xuyên Tết bình an thì không thể thiếu người trực ai khâm trên biển của người dân. Ông Nguyễn Thành Nam, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã trực ai khâm miễn phí suốt 5 năm qua. Giúp các ngư dân an tâm bám biển, ông trực từ 16 giờ mỗi ngày để nắm bắt tình hình trên biển và giúp các gia đình hỏi thăm ngư dân ngoài khơi. Ngư dân trong cái thời khác là coi như là gió mùa đông bắc, thời mùa đông. Cho nên là thông báo hướng dẫn cho ngư dân là vừa khai thác và vừa là coi như là phải làm theo phổ theo đậu, không có được đánh bắt một riêng lẻ, kể cả là xa khi rủi ro là coi như là không kịp thời với trong đậu đó nên là cứ hỗ trợ với nhau, và đồng thời coi như là ngoài cái việc mà hỗ trợ rồi ấy, thì coi như là trong thời tiết mà sáu á trên biển ấy, thì có tàu là về lúc 16 giờ chiều là có tàu về và tổng đề. Trường hợp ngư dân đi biển tàu bị chết máy thì ông Nam hỗ trợ gọi thợ máy, kỹ sư trên đất liền xuống nhà ông để hướng dẫn qua iCom cho chủ tàu để họ tự khắc phục. Nếu hỏng nặng thì buộc neo tại chỗ và phát tín hiệu hỗ trợ. Theo số liệu cập nhật của Chi cục Thủy sản Bình Định, đến ngày 16 tháng 1, toàn tỉnh này có 2.849 tàu cá, gần 15.000 lao động, hoạt động đánh bắt trên biển xuyên Tết Nguyên Đán. Trong đó có 849 tàu trên 8.288 lao động đánh bắt theo chuyến biển dài ngày, bám trụ thường xuyên ở các vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chủ yếu khai thác cá ngừ vây vàng, mắt to, các loài cá nổi, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ bò. Dự kiến, đến trước Tết sẽ có 80 tàu cá sẽ về bến cảng bán hải sản trước Tết, số còn lại dự kiến về bờ từ ngày mùng 8 Tết đến 14 tháng Giêng. Tại cảng biển cửa sông Danh, tỉnh Quảng Bình, nhiều tàu cá đang di chuyển vào khu neo đậu để chuẩn bị đón sóng đánh bắt. Tại cảng cá Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đội tàu cá xa bờ vừa vươn khơi đánh bắt xuyên Tết từ trước ngày 20 tháng 12 âm lịch. Ông Hồ Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phúc thông tin, năm nay có khoảng 35-40 tàu cá vươn khơi bám biển xuyên Tết. Các tàu ra khơi từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch và trở về bờ bán hải sản vào mùng 6 đến mùng 10 Tết. Tỷ lệ chuyến biển năm Quý Mão này thì đã được nắm bắt biển dự báo là cũng khoảng tầm 35-40 tàu thôi. Đó. Là sẽ đánh bắt là chuyến biển riêng khoảng tầm mùng 6 đến mùng 10 Tết là hồ mới vào. Thì thứ hai nữa thì với tàu mà có đi chuyến biển thì chính quyền địa phương là cũng có thăm hỏi các vợ động viên một số là gia đình đối với tàu mà, hoặc là những thuyền viên mà có hoàn cảnh khó khăn, gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn có thể không phải hoàn toàn là chủ tàu cũng chỉ là các thuyền viên trên tàu đó, thì cũng có một số góc gỡ trực tiếp hoặc ra tiện khi tàu vào thì
Ngọc gửi thì có cái động viên chia sẻ đầu năm là khi mà phương họ cái tổ dân phố Xuân Lộc là có cái lễ cầu ngư vào là rằm tháng giêng, thì chính quyền địa phương cũng có góp gỡ tham gia để động viên có thể tăng số xuất quà. Theo ông Hồ Văn Tuệ, đội tàu cá xa bờ phường Quảng Phúc lớn nhất thị xã Ba Đồn với 200 tàu, tổng sản lượng năm nay đạt 4.000 đến 4.500 tấn, đạt 102% kế hoạch. Còn tại khu vực cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, đây là cảng cá lớn nhất ở tỉnh Hà Tĩnh, rất đông tàu cá ra vào cảng để bán những mẻ cá lớn cho thương lái ngày sát Tết. Theo một số chủ tàu, thời tiết trên biển đang rất xấu nên sản lượng giảm hơn so với tuần trước đó. Tuy nhiên bù lại thì giá cả hải sản những ngày giáp Tết lại tăng cao. Nhu cầu mua sắm của bà con nhiều nên ngư dân cố gắng trong điều kiện thời tiết xấu để đánh bắt, đưa hải sản tươi sống vào bờ kịp thời phục vụ thị trường Tết.